Dạ. Bà ơi, bà áo đen kia, con chào bà. Ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một kẻ ăn mày khốn khổ. Một kẻ ăn mày khốn khổ? Vậy ngươi cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo? Dạ thưa bà, tôi tuy là kẻ ăn mày khốn khổ, nhưng tôi không phải đến đây để xin bà đồng tiền bát gạo. Gì? Ông muốn gì? Tôi muốn, muốn nhìn mặt bà cho thỏa lòng mong nhớ. Chồng ai? Vậy ăn mày khốn khổ, mi là ai? Mi là ai? Bà hãy nhìn cho rõ, kẻ khốn nạn này là ai? Kìa, anh Lê Minh Hồ, anh vẫn còn sống. Phải, anh vẫn còn sống đây. Anh Lê Minh Hồ, chưa thảo lắm. Anh ơi, em xin anh cho đến gần. Tại sao? Tại sao cô tình lắm mặt anh cho Dương Thảo lên? Bảo ơi, tại vì bạn thân em giờ đây quen ngôn. Ai? Ai là làm cho em quen ngôn? Nên đành phải quay lưng thôi, mặc chung trái người. Để mưu của ly chuyện tình ngang trái, cho dù lòng em vẫn còn thương còn nhớ, nhưng khi em vui buồn thì tại làm sao vừa gặp mặt nhau sao em chẳng vui mừng. Dời con tim làm cho ai phải ngày ngày mòn mỏi nhớ mong, đêm canh chạy tắt theo thương đời qua lạnh lẽo cho cô phòng. Thảo lan ơi nàng là hơi thở của đời tôi, là giọt bao chữ tim hồng dưới những trận rối đoạn nát sáng, nhưng đâu bằng trái chân mơ trong tâm chẳng bao. Tôi nồng lòng muốn gặp lại cô nhân, nên sau khi thoát chết tôi trở về đây tìm người yêu cô. Nhưng có ngờ đâu lâu mong ngày xưa đâu còn nhớ người của tôi thương đã rẽ lối ân tình chẳng bao. Thảo Lan, trả lại ánh trăng kỷ niệm năm nào, trả lại xa phương dưới cành lá. Cành lá trên gió mây mau, còn đâu còn áng mây bay, còn đâu kỷ niệm năm nào. Xin trả
lại ngày xưa. Bà giờ còn yêu tôi thì làm sao mà đành tâm đối mất sang thuyền. Một thôn nữ bên sông kia ngày ngày giặt lúa, mà nay trở thành bà tổng đốc phu nhân. Bởi thế bởi nay tôi mới biết tôi lầm, tí xây lầu mong khổ sầu đã làm cho bà tàn phai hương sắc, nào ngờ đâu bà vẫn vui cười trên gấm lụa vàng xô. Chết mi dạ hết rồi, dạ hết rồi. Xin cảm ơn rất nhiều.